Giới thiệu với anh chị em và các bạn, bên mình hôm nay về một chiếc siêu phẩm Toyota Rush đời 2020, xe chỉ chạy có 8.000 thôi, xe rất là đẹp. Xin mời anh chị em cùng xem và chiêm ngưỡng em nó. Toyota Rush bản 1.5 màu đồng, chạy chỉ có 8.000 cây số, xe chính chủ nhé anh chị em các bạn ạ. Biển Hà Nội rất là đẹp, không có gì để chê một chiếc xe Toyota Rush với tầm tiền gần 600 triệu anh chị em các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ review cho anh chị em và các bạn cùng xem chiếc Toyota Rush này nó đẹp như thế nào và nó siêu lướt như thế nào. Xin mời anh chị em và các bạn nhé. Toyota Rush đời 2020 chạy nguyên bản 8.000 cây số với mâm đúc nhé, vành 17 inch nhé, 4 lốp chắc chắn rồi, thì còn nguyên bản theo xe anh chị em các bạn nhé, nguyên bản theo xe nhé, nguyên bản nhé, chạy cho 8.000 cây số anh chị em các bạn nhé, rất là giải đèn LED định vị ban ngày này, các công nghệ được phát triển rồi nhé, đèn sương mù vẫn đèn halogen anh chị em các bạn nhé. Đấy. Đèn bóng chiếu xa, đèn nét nhé anh chị em các bạn, rất là đẹp nhé. Xe vẫn còn đang lổ anh chị em các bạn ạ. Mặt ca lăng đằng trước này, nó được gọi là tiểu của Fortuner anh chị em các bạn nhé. Mua chiếc xe này anh chị em và các bạn giảm được rất là nhiều thuế nhé anh chị em các bạn nhé, rất là đẹp nhé. 4 lốp còn nguyên bản theo xe này, động cơ 1.5 anh chị em các bạn nhé. 2020 tuần thứ nhất 2020 anh chị em các bạn nhé. 4 mâm phay này, đúc nguyên bản nhé. Mình mời anh chị em các bạn cùng ra đằng sau chiếc xe này, Toyota Rush. Tất cả các chi tiết của nguyên bản hết anh chị em các bạn nhé. Cốp rất là rộng này, có camera nồi đằng sau này. Đó, cốp cực kỳ là rộng anh chị em các bạn nhé, đi đường trường để đồ nhé, rất là sướng. Các tiêu chí bên mình cam kết khi mua bán một sản phẩm là xe không đâm đụng, ngập nước, giấy tờ an ninh, khung gầm, máy móc chuẩn hết nhé. Tất cả có trên văn bản anh chị em các bạn nhé. Xin mời anh chị em các bạn cùng vào khoang lái để kiểm tra chiếc xe Toyota Rush đời 2020 chạy siêu lướt này nó đẹp như nào nhé. Vẫn là các chi tiết keo chỉ di nguyên bản, không mất một phân nhé. Đấy. Ghế vẫn là ghế chỉnh cơ thôi, vô lăng 3 chấu nhé. Đã được chủ nhân cũ lên màn hình DVD VTEC anh chị em các bạn nhé. Vô lăng 3 chấu này. Xe chạy đúng 8.000 anh chị em các bạn nhé, 8.000 cây nhé, 8.000 km nhé. Điều hòa mát rất sâu nhé. Vẫn là cái hộp số rất là đơn giản anh chị em các bạn nhé, của Toyota này. Phanh vẫn là cần phanh kéo tay nhé. Táp lô táp ni mới nguyên nhé anh chị em các bạn nhé. Chủ nhân cũ họ độ cái gì thì bên mình cũng giữ lại luôn cho chủ xe mới nhé. Cảm ơn anh chị em các bạn nhé, để xem video nhé. Bảo hành hãng còn nguyên anh chị em các bạn nhé, bảo hành hãng này. Các chi tiết này cũng cân bằng điện tử nhé. Đấy. Cảnh báo trơn trượt, nút đề lỗ, start stop này. Màn hình rất là xinh anh chị em các bạn nhé. Mời anh chị em và các bạn cùng ra khoang đằng sau nhé. Đó. Rất là rộng, các chi tiết keo chỉ ghế sau nhé. Tất cả còn nguyên bản hết vì xe chạy chỉ có 8.000 cây số anh chị em các bạn nhé. Điều hòa chỉnh cơ trên nóc đầu này nhé. Đấy. Chẳng có gì chê được anh chị em và các bạn ạ. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video nhé. Mình xin phép được báo giá chiếc Toyota Rush đời 2020 chạy siêu lướt biển Hà Nội. Chạy đúng 8.000 cây số nhé, zin nguyên bản nhé, 4 lốp nguyên bản theo xe vành mâm phay nhé. Đang chào chiếc xe này là 595 triệu nhé, giá mùa dịch mình còn thương lượng anh chị em và các bạn nhé. Một không gian rất là đẹp. Cảm ơn anh chị em và các bạn nhé. Nếu anh chị em và các bạn là lần đầu tiên xem kênh, có thể bấm nút like, đăng ký kênh để được xem và cập nhật thông tin mua bán ô tô cũ hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn.